bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là We Hunter. Thì gần đây mình đã gặp rất là nhiều chuyện về việc mất những cái video của mình. Chắc đã ai đó đã hack cái channel của mình nên mình đã đổi password rồi. Vậy giờ mình có thể làm game bình thường rồi. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ làm lại cái máy này, sau đó tới cái máy đằng kia. Rồi đó. Đây. Trước tiên là cái máy này. Nè. Chết rồi, tụng đầu rồi. Khoan. Đây. Đó. Lên được bình thường nhưng mà có một điều là mình bị suffocate. Nè. Làm lại. Mình thấy không ổn rồi đó. Nhưng mà thôi kệ đi. Vẫn lên xuống được bình thường nếu mà mấy cái bạn mượn. Rồi ok. Bill nào. Này. Để quay game. Bitch. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái này. Cái này. Rồi ok. Các bạn sẽ đào một cái hình vuông có chiều là 5x5 và chiều là 2 ô. Đây các bạn để như thế này. Đó. Rồi dày rồi cao 3 block. Rồi các bạn đặt như thế này. Rồi đang đặt gì. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt gì. Rồi các bạn sẽ đặt cái repeater gì. Ở đây là một vạch, đây 3 vạch, đây 3 vạch, đây 2 vạch. Đó. Vậy các bạn nói stone lên đây. Đó. Các bạn sẽ đặt cái button ở đây. Cho mình thấy nó lên bị hơi nhanh ta. Mà kệ, chắc lấy nó cũng ổn là gì. Rồi các bạn sẽ đặt cái này đây. Rồi các bạn sẽ đặt hạt ảnh như thế này. Hai vật không được rồi. À, ok. Thì bên đây là không vật nha, không vật là không có vật, là cố định. Đó. Ok. Vậy là mình đã xong phần ở ngoài rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí nó lại cho nó phù hợp. Đó, nó sẽ như thế này. Rồi các bạn sẽ đặt theo mình. Yeah.
Rồi sau đó các bạn sẽ làm như thế này. Vậy. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt cái obsidian như thế này. Giờ các bạn sẽ xây cái lầu 1 của các bạn ở đây. Đó. Vậy. Mình chia cái cỗ máy lại đó. Chia cái bộ máy của nó lại là ok. Rồi khoan, mình sẽ làm bên đây bằng obsidian luôn cho nó đẹp. Đó. Vậy. Đó. Chuẩn đẹp luôn. Vậy. Khoan đợi mình xíu nha các bạn. Trời đất ơi, tiền mẹ mình la mình quái hiền. Mẹ mình không cho mình, mẹ không bao giờ cho mình đầu tư vào cái việc này hết trơn mà mình thích làm quái hiền. Thật là khó chịu. Đúng chuẩn khó chịu luôn. Quay game mà không cho. Phải. Rồi ok. Vậy là xong rồi đó. Đó. Rồi ok. Vậy là xong. Nếu các bạn thích cái series này của mình thì các bạn hãy nhớ like, subscribe and share để cái để mình có động lực làm những cái video tiếp theo nha các bạn. Rồi ok, bye bye, hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.